Xin chào anh em, mình vừa bắn xong 3 trận đấu trên một chiếc xe tăng thuộc nhánh mới Nhật Bản, đã phải thốt lên rằng, rồi xong, như anh em tân binh quả này bị nó bán hàng cho ngập mồm, đồng thời nên nghiên cứu, giữ lại trong gara và luyện chơi ở cấp dưới nhé. Không gì khác, Juno cấp 6 của Nhật Bản. Về ngoại hình, anh em sẽ thấy giống một chiếc xe tăng nào đó của Đức trong Thế chiến 2, chính là chiếc Tiger 1. Phần thân cũng kiểu vuông và có nghiêng, nhưng chiếc Juno sẽ nghiêng nhiều hơn so với đám Tiger 1. Tiếp đến khẩu pháo 8,8cm, cái đầu nòng không nhầm lẫn vào đâu được, chắc chắn nhập khẩu về cái, lắp chiến luôn, chẳng cần phải nghiên cứu hay chế tạo gì cả. Không dài dòng nữa, mình sẽ bắt đầu review chiếc Juno ngay. Về hỏa lực, nó sử dụng khẩu 8,8cm, tên hơi khác Gantai 3, sát thương trung bình 230 với đạn AP và ABCR, nổ mạnh 280. Cái con số 230 này là hơn so với 220 của đám VKH này, VKB, Tiger 131 và HT06. Độ xuyên trung bình cũng nhỉnh hơn so với đám đấy. Đạn thường lên tới 150, đạn vàng hơn 200, cứ phải gọi là đục những kẻ địch ở cấp 7 thoải mái. Quá trình nạp đạn 7,3 giây. Đây là con số nhanh nhá, nếu anh em mắc đồ có thể xuống được tầm hơn 5 giây. Sát thương trung bình mỗi phút khoảng 1.900 và thuộc top cao của tác hạng nặng cấp 6. Phân tán 100m 0,37 và thời gian ngắm 2,3 thì mình không có đòi hỏi nhiều ở cấp dưới đâu, mình chấp nhận con số này. Ổn định nòng pháo của chiếc Juno khi di chuyển và xoay xe thì vỡ hơi to, nhưng mình đã nói rồi, không nên đòi hỏi quá nhiều khi mà khẩu pháo của nó đã nhỉnh hơn so với đám còn lại. Tốc độ tối đa tiến 35 lùi 12. Tốc độ tiến thì mình ok, nhưng mà tốc độ lùi hơi chậm nên mang thêm nitro để cải thiện. Tốc độ xoay xe cũng thế, 30 độ trên 1 giây. Hạ nòng trừ 10 kết hợp với hiệu quả giáp, chút nữa chúng ta sẽ theo dõi. 1050 máu, một con số khá là ok, anh em có thể mang búp máu để đè cái địch. Đây là hiệu quả giáp của chiếc Juno khi đứng trực diện, sử dụng độ xuyên đạn thường 150mm. Sẽ có khoảng 3 điểm yếu chúng ta dễ dàng đục được, đó chính là phần gầm này, chỉ hơn 100mm hiệu quả thôi. Phần cục U 70mm và phần cổ xung quanh 130 cho đến 140, nhưng hơi khó để bắn trúng. Phần thân trên 130mm cơ bản, nghiêng khoảng 30 độ, hiệu quả lên tới 150mm và nó hiệu quả hơn so với đám Tiger 131, HT06 và có hiệu quả hơn đám VKP và VKH không nhỉ? Phần thân giữa nghiêng khoảng 60 độ, dễ dàng đẩy đạn, nhưng để kẻ địch áp sát, họ hoàn toàn có thể đục thẳng xuống được. Anh em có thể chơi thập thò khá tốt trên chiếc Juno bởi cái phần thân trên này có thể lên tới 160mm. Nhớ phải có vật cản che phần gầm và một cái bức tường che đi phần má thân. Còn nếu anh em nghiêng xe quá đà, hai bên hông sẽ dễ bị đục. Tiếp đến là phần tháp pháo cũng hiệu quả giống phần thân trên, xung quanh 150mm, nhưng càng gần mallet thì nó càng dày. Và hạ nòng trừ 10 chính là điểm mạnh rất lớn của chiếc Juno, có thể chơi được ở trên đồi và các mô đất, cứ thoải mái hạ nòng bắn kẻ địch thôi. Cái cục U này sẽ bị khuất đi và anh em biết đấy, ở cấp dưới thì phân tán thường sẽ rất là lớn và kẻ địch hầu hết là tân binh, họ chưa chắc đã ngắm kỹ vào cục U ở đâu. Nếu họ may mắn thì có thể bắn vào phần cổ này thôi. Về thiết bị, mình sẽ ưu tiên cho thời gian nạp đạn, thông nòng và quạt. Nếu anh em không thích mang quạt, có thể mang thêm xoay trở này, rồi thì búp máu, lấy thịt đè người và nitro để theo kịp đồng đội. Không dài dòng nữa, hãy cùng mình chơi chiếc Juno để xem nó có bán hành cực mạnh cho tân binh không, và nhớ theo dõi đến cuối video, sẽ có điều đặc biệt đấy. Đến với 3 trận đấu đầu tiên của mình trên chiếc Juno. Trận đấu thứ nhất ở bản đồ White Park, mình sẽ lựa chọn đánh ở chân cầu D2. Bản đồ nhỏ mà, chủ yếu đánh cận chiến thôi. Ấn tượng đầu tiên của mình trên chiếc Juno đó chính là to và cồng kềnh. So với chiếc OE thì chưa, chúng ta ít điểm yếu hơn và hạ nòng cũng tốt, thoải mái chơi ở các mô đất. Lựa chọn chơi dưới cầu này là chuẩn bài này, tha hồ xả đạn kẻ địch. Bên địch cũng có hai chiếc Juno, chiếc KV2 thì đi bên kia. Mình khá là tự tin để giao tranh với kẻ địch. Một chiếc Juno đang ở phía trước, chờ anh ta đi ra để bắn. Mình đã nghe thấy tiếng phá của chiếc Juno, khả năng cao anh ta sử dụng khẩu pháo stock 7,5cm. Khẩu 8,8cm sẽ có tiếng pháo khác. Lưu ý cho mình này, Juno sử dụng khẩu pháo stock, không phải khẩu pháo của chiếc Mitsu 10,5cm. Nên việc mà anh em ăn hành ngay từ đầu trên chiếc xe này cũng là điều hiển nhiên đấy. Sau khi nhận ra chiếc Juno bên địch đang sử dụng khẩu pháo stock, mình sẽ tấn công luôn, áp sát xả đạn anh ta. Phía trước cũng có một chiếc Juno, anh ta cũng sử dụng khẩu pháo stock 7,5cm. Thế này thì tha hồ xả đạn. Mitsu vừa bay, Juno phía trước đi vào rồi. Mình sẽ lựa chọn bắn chiếc Juno bên trái. Sát thương nghiêm trọng, trúng động cơ. Thế là học tập Đức à? Để trục chuyển động ở phía trước. Ông Juno kia thì đi ra, mình bắn ngang hông, khẩu cụm đạn. Thế là y hệt chiếc Tiger 1 rồi, đều đặt thùng đạn ở hai bên hông, trục chuyển động ở phía gầm.
chẳng khác gì một bản copy Tiger 1 của Nhật cả. Tiếp tục tấn công những kẻ địch ở phía bên kia bản đồ. Leffer, mình không bắn, để cho đồng đội giải quyết, anh ta ở trong bức tường mà. Giao tranh với những kẻ địch ở ngoài này. Đi vào mất rồi. Chinu, núi xe. Ngon, hơn 200 sát thương cũng được. Tiếp đến chiếc Abix 12 tấn. Mình sẽ tấn công trực diện luôn, vẫn còn nhiều máu. VK2801 đang ở bên phải, nhưng mình không lo lắng, khẩu pháo của anh ta yếu mà. Thêm phát đạn nữa. 12 tấn bắn không xuyên mình, kết liễu anh ta luôn. Và AMD đang ở phía trước, nhưng mình đã nhìn thấy chiếc FV304. Này thì đứng đấy bắn. Tiếp tục tấn công. Liệu mình có thể ăn được chiếc FV không? Tiêu diệt luôn. Bên trái có chiếc KV-2, anh ta đang xoay về kia, nhưng T-78 đang ngắm về phía mình. Một phát đạn nữa, anh ta sẽ bay. Thời gian nạp của mình rất nhanh, chỉ hơn 5 giây thôi. Trong khi đó chiếc T-78 phải nạp khoảng 7 giây. Pha bắn vội của mình bởi chiếc KV-2 đã xoay về đây. Mình sợ anh ta có đạn tiêu diệt mình luôn. Cứ từ từ thôi Skoda. Và KV-2, anh ta sẽ quyết định đi ra bắn mình. Không kịp đi vào vị trí ẩn nấp, anh ta sử dụng đạn AB thường. Nếu mà chiếc KV-2 đứng sát như thế thì cái phần nghiêng ở thân giữa của mình hoàn toàn bị anh ta overmatch được, hay gọi là đục thẳng vào luôn đấy. Kết thúc trận đấu này, chưa đến 4 phút chiến đấu, mình bắn được 3.000 sát thương. Anh em đã thấy khả năng dồn thiệt hại của chiếc Zuru tốt như thế nào chưa? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, có thể gây ra tổng sát thương ngang với đám cấp 7 và cấp 8. Cùng và dưới cấp, hầu hết bộ giáp không khỏe. Nếu có khỏe, cứ chuyển sang đạn vàng hơn 200mm độ xuyên, thoải mái đục. Trận đấu bản đồ Karelia, mình có độ hạ nòng nên sẽ cố gắng chiếm cái vùng đồi ở cánh 89. Phía trước có 3 tăng hạng chung, VKM, Chinookai và Krongao B. K1S cũng vừa đi ra. VKM, anh ta mở góc sang bên trái để bắn những kẻ địch đi lên đồi. Mình quyết định đứng dưới đây để giao tranh trước. VKM đi ra, phá hủy xích luôn, bắn không xuyên mình. Đứng ở trên đồi như thế này thì giáp cũng khá là nghiêng, nhưng nếu chiếc VKM ấy lựa chọn tốt cái vị trí phần nào đó nó vuông với hướng bắn của anh ta thì mình sẽ dễ bị đục thôi. VKM tiếp tục đi ra, mình ngắm vào xích nhưng đạn lệch lên trên thì phải. Sau 2 phát đạn, VKM mất nửa cây máu. Nếu đẩy thiệt hại tốt trong 2 phát đạn, anh ta sẽ về gara, còn không thì phải sử dụng sang viên thứ 3. Đã thấy đồng đội ra hiệu hỗ trợ, tiêu diệt chiếc Krongao B. Anh ta đang đứng một mình mà, mình quyết định xông lên luôn. Số máu của mình nhiều hơn, Krongao B thì nạp đạn nhanh hơn, nhưng điều đấy không quan trọng. VKM đang ngắm về đây, mình lựa chọn bắn anh ta trước. Và Krongao B đang đi lên, đã có đạn, trượt rồi. Mình đang bị pháo chống tăng bên địch, đang đứng ở căn cứ bắn lên, bắt buộc phải rút lui. Wolverine và Hellcat đều có thời gian nạp đạn nhanh. Vừa rồi chặn được 3 phát đạn cơ à, hấp dẫn đấy. Đang chờ cho đồng đội là chiếc Zulu áp sát vào chiếc VKM. Krongao B bị đồng đội mình móc ở đằng sau, anh ta đang quay về kia rồi. Đây chính là cơ hội thứ hai để mình xông vào, chạy xuống phần dốc luôn, tiêu diệt chiếc Krongao B. Tiếp theo là chiếc VKM, 51 máu, kịp thời tiêu diệt, double kill, tỷ số 5-1, đã có lợi thế rất lớn. Tiến đến vị trí H5, sẵn sàng soi những kẻ địch đang ở căn cứ. Ngắm chiếc Abix 12 tấn, tiêu diệt luôn, triple kill. Tài 64 đang di chuyển lên để soi kẻ địch. Và mình đã nhìn thấy chiếc Hellcat đứng ở tảng đá gần căn cứ, không hề bị lộ. Hình như anh ta đang sử dụng tác pháo stock à, không nhìn thấy mình này. Sau khi chiếc Hellcat rút lui, mình sẽ đi thấp xuống, sẵn sàng móc chiếc K1S ở đằng sau, cố gắng nâng tổng số mạng lên là 4.
Tiêu diệt xong chiếc K1S sẽ tấn công lên vị trí của chiếc Hellcat. K1S 60 máu. Khóa mục tiêu bắn luôn, tiễn anh ta về gara. Nãy giờ mình vét hơi nhiều đấy nha. Honey 3 đang ở phía trước, mình đã soi thấy. Một phát nửa cây. Anh ta đi vào vị trí an toàn rồi. Mình sẽ tiến đến vị trí của chiếc Hellcat, cố gắng kiếm cái Top Gun nào. Honey đã bay. Hellcat đã chạy chưa? Vẫn chưa. Tiêu diệt luôn chiếc Hellcat. Wolverine ở phía trước, 470 máu. Làm ơn đi, nảy thì lại tốt. Cho mình xin 2 viên thôi. Mình đã đoán được tăng hạng nặng bên địch sẽ quay trở về để yểm trợ chiếc Wolverine. Trước khi đi sang trái, mình phải đi chéo để đỡ đạn. Tiêu diệt chiếc Wolverine. Anh em vừa thấy mình hỏng động cơ nhưng không cháy. Trục chuyển động đặt ở đằng trước mà. Học tập gì không học, phải học cái đấy. Tôi biết là ngoài đời có thể sẽ hiệu quả, nhưng vào trong game này, động cơ trên tăng hạng nặng rất quan trọng. Chỉ cần hỏng thôi, đi chậm như rùa bò vậy. Mình ăn được 6 mạng rồi, cố gắng nâng tổng số lên là 8. Kiếm huy chương rally. Chuyển sang đạn ABCR, dễ xuyên chiếc T1 Heavy hơn. Tiêu diệt kẻ địch cuối cùng, kiếm được 7 mạng, không ăn được chiếc KV-2. Như trận đấu này, mình cũng bắn được gần 3.000 sát thương, chặn được 1.200 thiệt hại. Trận đấu thứ 3 ở bản đồ Forza, phòng đấu cấp 7. Mình sẽ đến vị trí quen thuộc F3 để bắn những kẻ địch đi xuống vùng hồ F4, F5. Nói chung thì chơi ở phòng cấp cao thì sẽ lựa chọn một vài vị trí bắn tạt sườn trước hoặc là điểm yếu kẻ địch. Hai tạ nhẹ, đang chiếm đôi. Mình bị lộ rồi. Đề phòng pháo tự hành nha. M12 có thể bắn được vào vị trí này. Vẫn chưa thấy bắn. Có khả năng M12 ngắm vào vị trí khác. Tiếp tục canh những kẻ địch đi qua. Hai kẻ địch đang lao xuống. Lựa chọn bắn chiếc Tiger 131. Tiếp tục Firefly. Ái chà, Firefly bắn tốt nhờ. Xuyên luôn phần mallet của mình. Dễ hiểu thôi khi mà độ xuyên đạn thường của chiếc Firefly VC lên tới hơn 170mm. Một phát đạn snapshot rất tốt vào chiếc 40TB. Cứ thập thò đi, mình cũng chơi thập thò với bạn. Không ngại vết bẩn đâu. Tiếp tục là một phát đạn bắn nhanh của mình. 40TB rén rồi đấy. Cuối cùng thì pháo M12 đã bắn đến vị trí này của mình. Rút lui luôn. Đồng đội đang đẩy cổng lửa G4, G5. Mình sẽ sang đấy để yểm trợ. Có ra hiệu cho đồng đội, tấn công thôi. Mỗi kẻ địch ARL44 đang chống cự. 3 đánh 1 không chột cũng què. Chưa thấy chiếc M445 đâu. Cũng có khả năng anh ta đang đứng sau chiếc ARL. Mình đến yểm trợ sẽ là 4 đánh 2. Và đây rồi, M445 đang ở đằng sau. Không thấy yểm trợ cho đồng đội ARL gì cả. Chơi thế này là dở nha. Mình sẽ đi sang bên phải cùng với chiếc Zunu để cho hai đồng đội ở bên trên. Gầm. Không trúng giáp. Bắn vào đâu rồi ta? Xích à? Mà xích thì cũng phải gây sát thương nghiêm trọng chứ. Tạt sườn chiếc M445. Tiếp tục đẩy đến vị trí của chiếc chất chiêu 7. Ngắm vào phần gầm 50-50. Phần thân trên thì vuông cũng 50-50. Mình bắn không xuyên. Chắc phải chuyển sang đạn vàng đấy. Tiêu diệt chiếc VK. Mình sẽ đi sang con đường bên phải để bóc vào vị trí của hai chiếc Super Hellcat. Super Hellcat. Lùi xe rồi, không thể bắn được. Đẩy thẳng vào nhà địch thôi. Chia sẻ là chiếc Zulu này chơi sướng quá. Spam đạn đã tay ở cấp dưới. Bộ giáp cũng gọi là hiệu quả dùng được. Không dày như chiếc OI nhưng ít điểm yếu. Mình có chuyển sát đạn đố. Xanh tâm nhưng không xuyên. Bắn vào vị trí nào vậy? Super Hellcat chạy rồi. Mình đang muốn đẩy vào nhà địch để tìm pháo tự hành M12.
mấy ông Pháo tự hành hối thủ truyền kiếp với mình mà. Super Hellcat đang ngắm về đây. Anh ta bắn xuyên rồi, trúng tháp pháo của mình, bị thương pháo thủ luôn. Và tất nhiên thời gian nạp đạn của mình rất nhanh. Super Hellcat hình như nạp đâu đó 6 giây à, hay là 7 giây gì đó. Thế vậy thì mình nhanh hơn phải không? M12 đâu rồi? Anh ta ở bên trái. Chuyển về đạn nổ, liệu có thể tiêu diệt bằng một phát đạn? Đạn nổ của đám Nhật đuối thế nhờ. Nãy giờ xanh tâm mấy viên bắn toàn không xuyên, nổ ngoài là chính. EBR đằng sau, mình đang căn. Đạn bay hơi chậm một chút, nếu mình bắn trước khoảng không phải mấy giây là trúng chiếc EBR rồi. Trận đấu này kết thúc, mình bắn được gần 2.000 sát thương thôi. Đây là con số khá là ổn với một xe cấp 6 chơi phòng cấp 7 rồi. Thành tích 3 trận đấu như sau. Trước khi vào thì mình sẽ phải lưu ý cho anh em, nổ não đấy. Bản đồ Wipeout mình bắn được gần 3.000 sát thương, chỉ lấy được hạng 2 thôi. Ban đầu thì mình nghĩ rằng chắc đây ở phòng đấu cấp 5, nên kinh nghiệm kiếm được nó sẽ thấp hơn so với phòng đấu cùng và trên cấp. Nhưng điểm đội 1.287 kinh nghiệm gốc, chỉ được hạng 2. Sau trận đấu này mình bắt đầu Junu được đấy. Trận đấu bản đồ Karelia mình bắn được 7 mạng và có 4 huy chương, chỉ lấy được hạng 1. Điểm đội 1.398 kinh nghiệm gốc. What? Đây là một chiếc xe tăng cấp 6 mới vào trong game thôi, tính ra là được 3-4 ngày rồi mà kinh nghiệm gốc như thế này mà chưa master được. Trận đấu bản đồ Forza thì thôi, chỉ gần 2.000 sát thương và chỉ kiếm được hạng 3. Và anh em tin được không? Phải hơn 1.500 kinh nghiệm gốc. Thôi thì 1.600 đi thì mới chắc ăn kiếm được master trên chiếc Junu. Hiện tại nó đang cao nhất toàn bộ xe cấp 6, bao gồm xe tăng thường, xe tăng vàng và xe tăng thưởng. 3 ngày thôi nha, chỉ 3 ngày thôi. Với các máy chủ châu Âu và châu Mỹ thì mới là 2 ngày. Như vậy đã đủ hiểu, Junu đang được nhiều người chơi rất là ngon, rất là tốt và bán hành cực kỳ mạnh. Thôi khỏi dài dòng, không cần phải tổng kết đâu. Đây sẽ là một trong những con hàng rất tốt của game, đặc biệt ở trong sơ đồ công nghệ chứ không phải xe tăng thường. Nó hoàn toàn có thể xét kèo được với rất nhiều xe tăng vàng khác đấy. Còn anh em, nghĩ sao về chiếc Junu? Đã chơi nó chưa? Đã kiếm được master trên nó chưa? Đừng quên để lại bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúc chơi game vui vẻ. Bye bye.